Xin chào mọi người, hôm nay là ngày 22 tháng 6, hôm nay là ngày gì? Ngày sinh của ai? 22 tháng 6 năm 1900 là ngày sinh của Trần Trinh Huy, hay còn gọi là Ba Huy, là một công tử ăn chơi nổi tiếng ở Sài Gòn và miền Nam những năm 1930 và năm 1940. Mức độ vung tiền tiêu xài của ông rất nổi danh, xếp hạng đầu bảng trong số các công tử Bạc Liêu thời bấy giờ. Đến nỗi khi nói đến thành ngữ công tử Bạc Liêu, người ta thường liên tưởng đến ông. Vào ngày này năm 1949 cũng là ngày sinh của Mary Louise Meryl Streep, là một nữ diễn viên và là nhà nhân đạo người Mỹ, được giới truyền thông gọi là nữ diễn viên xuất sắc nhất của thế hệ. Streep nổi tiếng nhờ tài biến hóa giọng nói trong nhiều vai diễn đa dạng. 22 tháng 6 năm 1962 cũng là ngày sinh của Châu Tinh Trì, diễn viên người Hồng Kông. Châu Tinh Trì được coi là vua phim hài Hồng Kông, các vai diễn của ông càng về sau càng được đánh giá cao. Trong 20 năm từ năm 1985 đến năm 2005, những bộ phim do họ Châu đóng vai chính đã đạt doanh thu 1,3 tỷ đô Hồng Kông, gần 200 triệu đô, xếp thứ hai trong số các diễn viên Hồng Kông chỉ sau Lưu Đức Hòa và trên cả Thành Long cùng các ngôi sao khác. 22 tháng 6 năm 1985 là ngày sinh của Harry Wong, một ca sĩ, diễn viên, MC. Cô tên thật là Lou Easter, là một nữ ca sĩ, diễn viên và người dẫn chương trình mang hai dòng máu Việt Hàn. Lee Min Ho, anh sinh ngày 22 tháng 6 năm 1987, là một nam diễn viên người mẫu người Hàn Quốc, được biết đến với các vai diễn Gu Chun Bio trong phim Vườn Sao Băng, vai Lee Yeon Sung trong phim Thợ Săn Thành Phố, Kim Tan trong phim Những Người Thừa Kế năm 2013 và Quân Vương Bất Diệt với vai diễn Lee Gon năm 2020. Lee Min Ho nổi tiếng là ngôi sao chăm làm từ thiện nhất nhì K-pop và có lượng fan hâm mộ trên phạm vi quốc tế, đặc biệt là ở Trung Quốc. Vào ngày này năm 1987 cũng là ngày sinh của Minh Hằng, diễn viên, ca sĩ người Việt Nam. Năm 2009 và năm 2011, Minh Hằng được bầu chọn là nữ diễn viên chính được yêu thích trong năm của HTV Awards. Năm 1989, vào ngày 22 tháng 6 cũng là ngày sinh của Chung Yong Hwa, là một nhạc sĩ, ca sĩ, nhà sản xuất và diễn viên nổi tiếng người Hàn Quốc. Ngày mất của ai? Hôm nay là ngày mất của Đặng Thùy Trâm. Bà mất ngày 22 tháng 6 năm 1970. Bà là bác sĩ, liệt sĩ trong chiến tranh Việt Nam, được nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân năm 2006. Sự kiện: ngày 22 tháng 6 năm 1633, Tòa án dị giáo tại Roma cáo buộc Galileo Galilei công khai từ bỏ quan điểm mặt trời là trung tâm của vũ trụ thay vì trái đất và bỏ tù ông. Ngày này năm 1978, Charon, vệ tinh lớn nhất trong năm vệ tinh tự nhiên của hành tinh lùn Pluto, lần đầu tiên được nhìn thấy tại đài quan sát hải quân Hoa Kỳ bởi James Christie. 22 tháng 6 năm 1986, bàn thắng nổi tiếng gây ra tranh cãi bàn tay của Chúa do Diego Maradona ghi trong trận tứ kết World Cup năm 1986 giữa Argentina và Anh. Argentina sau đó thắng 2-1 và giành chức vô địch World Cup. Năm 2009, vào ngày 22 tháng 6, do doanh số sụt giảm mạnh vì sự xuất hiện của nhiếp ảnh kỹ thuật số, công ty Eastman Kodak tuyên bố ngừng bán phim dương bản Kodak Chrome, kết thúc 74 năm tồn tại như một biểu tượng trong ngành nhiếp ảnh. Xin chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người vào 7 giờ sáng mai tại Awit TV.